Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 8 tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát và làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau về tình hình sạt lở bờ biển và bờ sông đang ngày càng nghiêm trọng tại khu vực này. Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ sự khó khăn của các địa phương trong việc đối mặt với thiên tai như sạt lở và sụt lún bờ biển, bờ sông. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long là vùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Do đó, cần có các giải pháp tổng thể, căn cơ và bền vững, đồng bộ cả trung ương và địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu việc dự báo tình hình sạt lở phải được thực hiện càng sớm và chính xác càng tốt để giảm thiểu thiệt hại. Ông cũng lưu ý rằng, việc di dời người dân khỏi các vùng sạt lở và chăm lo sinh kế là cấp thiết và việc đầu tư kinh phí cần tuân thủ nguyên tắc ưu tiên các dự án cấp bách. Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo về tình trạng sạt lở đang gia tăng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Ông Thiều cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng sạt lở đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho tỉnh. Để khắc phục tình hình, ông kiến nghị chính phủ hỗ trợ hơn 3.400 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án cấp bách, bao gồm kè sông, đê và khu tái định cư. Tiếp đó, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng trình bày về tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở tỉnh này. Các khu vực ven biển bị sạt lở kéo dài hơn 21,5 km với nhu cầu vốn trên 1.000 tỷ đồng. Các vị trí sạt lở ven sông dài 5,7 km cần vốn 684 tỷ đồng và sụt lún trên 700 điểm với chiều dài hơn 16 km, yêu cầu 17,5 tỷ đồng. Ông Sử cũng mong có sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ Trung ương. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tình hình sạt lở đang ngày càng nghiêm trọng và Bộ đang xây dựng đề án phòng chống sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn. Ông Hiệp khẳng định, Bộ đang nghiên cứu đưa các giải pháp kỹ thuật vào công trình để giảm nguồn lực đầu tư, đồng thời quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề sạt lở bờ biển Tây tại Kiên Giang và Cà Mau. Trước buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đi thực tế khảo sát đê điều và kiểm tra tình hình sạt lở tại hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Buổi làm việc và khảo sát thực tế này là bước quan trọng trong việc tìm kiếm các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân trong khu vực. Sáng 10 tháng 8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại Homestay Mando nằm ở bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Vụ sạt lở diễn ra vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Một phần lớn của đồi trên khu vực đã đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn cơ sở lưu trú này. Theo thông tin từ ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên, sự cố đã khiến chị DHG, sinh năm 1992, vợ của chủ homestay tử vong ngay tại chỗ. Hai người còn lại là chồng và con của nạn nhân bị thương nhẹ. Vụ việc đã gây chấn động lớn và tạo ra sự lo ngại về tình trạng thiên tai tại khu vực này. Theo cơ quan chức năng, Homestay Mando không được cấp phép và đã nhiều lần bị yêu cầu tháo dỡ do vi phạm quy định xây dựng. Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu chủ homestay ký cam kết không lưu trú trong khu vực có nguy cơ sạt lở, tuy nhiên chủ cơ sở vẫn tiếp tục nhận khách và hoạt động. Ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của huyện đã lên kiểm tra và yêu cầu cam kết, nhưng chủ homestay vẫn không thực hiện. Hiện lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bị nạn. Nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên. Trước khi vụ sạt lở xảy ra, khu vực Bắc Yên đã trải qua nhiều ngày mưa lớn, khiến đất ở các đồi núi trở nên bão hòa và tăng nguy cơ sạt lở. Hiện tại, huyện Bắc Yên đang tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực gần sông suối lớn, không được ra đánh bắt tôm cá, không sinh hoạt gần khu vực có sông suối. Cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, chỉ đạo cử đoàn công tác tới làm việc, lập biên bản cam kết, yêu cầu các hộ gia đình, homestay trong khu vực di chuyển ra khỏi cung trượt, không lưu trú trong khu vực nguy cơ sạt lở. Huyện Bắc Yên cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại xuống mức thấp nhất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 11 tháng 8 đến đêm ngày 12 tháng 8, Bắc Bộ sẽ trải qua đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa dự đoán từ 60 đến 120 mm, thậm chí có thể vượt 250 mm ở một số khu vực. Trong khi đó, từ ngày 13 tháng 8, Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 180 mm. Cùng thời gian này, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trung Bộ sẽ trải qua nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối ngày 13 tháng 8. Trong đợt mưa lớn này, đặc biệt ở Bắc Bộ, mưa thường xảy ra vào chiều tối và đêm, có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực thấp, trũng, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi. Các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang đang trong tình trạng báo động cao về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Cụ thể, lượng mưa đã đo được tại một số điểm như Trà Lĩnh 100,8 mm, Trường Hà 100,7 mm, Tràng Xá 99,8 mm và nhiều khu vực khác đều đã đạt mức cao. Độ ẩm đất ở nhiều khu vực đã gần bão hòa, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động phòng tránh, theo dõi thông tin dự báo thời tiết và sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ngày 9 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố tình huống khẩn cấp do tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Cầu. Sạt lở xảy ra từ đầu tháng 7 sau các đợt mưa lớn, đặc biệt là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 7 và ngày 28 đến ngày 31 tháng 7, khiến nước từ thượng nguồn dâng cao và làm sạt lở đoạn bờ sông dài khoảng 868 m qua xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Hiện tượng sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến 18 hộ dân, tương đương với 70 nhân khẩu thuộc xóm Thanh Đàm, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, hoa màu và đất đai. Để đối phó với tình trạng phức tạp, các biện pháp khẩn cấp đã được triển khai, bao gồm khoanh vùng nguy hiểm và cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ để giám sát tình hình và thông báo cho người dân về các vị trí nguy hiểm. Các biện pháp tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai của cộng đồng. Đặc biệt, các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đã được sơ tán đến các điểm an toàn và các tài sản quan trọng của người dân cũng được vận chuyển đến nơi an toàn. Quyết định cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị ở tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp theo công điện và văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành trước đó về đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản tại khu vực sạt lở. Đồng thời, các bên liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở bờ sông Cầu tại khu vực xã Nhã Lộng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc các biện pháp ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại vùng nguy cơ sạt lở. Mới đây, cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng khi 8 phương tiện gồm 1 xe tải, 2 xe container và 5 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Trong đó 2 xe ô tô và 1 xe tải đã bị cháy rụi. Dù tình huống rất nguy hiểm, nhưng may mắn là không có thương vong xảy ra. Khi vụ tai nạn xảy ra, người dân nhanh chóng hỗ trợ dập lửa và giải cứu các nạn nhân. Một đoạn video xúc động đã ghi lại cảnh các anh hùng cứu một tài xế trong chiếc xe Volvo XC90 bị kẹp giữa xe tải đông lạnh và một phương tiện khác. Ngay trước khi ngọn lửa bùng lên, những hành động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tôn lên lòng dũng cảm và sự nhanh nhạy của những người tham gia cứu hộ. 3 trong số những người hùng được xác minh là anh Vũ Thanh Tùng, anh Phan Văn Tài và anh Trương Văn Thành. Anh Vũ Thanh Tùng là một nhân viên kỹ thuật của một công ty vệ sinh và bếp. Khi đi giao hàng qua cầu Phú Mỹ, đã nghe thấy tiếng nổ lớn do tai nạn. Anh không chậm trễ dừng xe ngay lập tức, vượt qua giải phân cách và cùng những người dân khác lao vào cứu những người bị mắc kẹt. Anh Tùng chia sẻ, sau khi cứu được những người mắc kẹt xong, tôi thấy một anh tài xế trong chiếc xe Volvo màu đen cũng đang mắc kẹt sát xe tải đang bốc cháy. Anh tài xế xe này do vướng phải dây an toàn và túi khí nên không thể tự thoát ra được. Do đó, tôi và những người dân khác tìm cách cứu nạn nhân ra. Rất may là cứu kịp thời trước khi ngọn lửa của chiếc xe tải bùng lớn lên. Cùng lao vào thảm cảnh tai nạn kinh hoàng để cứu người là anh Phan Văn Tài và anh Trương Văn Thành. Hai người là đồng nghiệp cùng làm việc tại một công ty tôn. Khi thấy một chiếc xe tải lao đi với tốc độ nhanh và tông hàng loạt xe khác, hai anh cũng không ngần ngại dừng xe và chạy ngay đến hiện trường vụ tai nạn. Anh Tài chia sẻ, khi chứng kiến cảnh tượng trên, tôi liền tấp xe vào lề. Tôi cùng Thành lao xuống cứu người ngay. Cứ tưởng là những người bị tai nạn đều không qua khỏi, nhưng khi chạy đến thì phát hiện những người trong xe còn sống. Tôi và Thành liền giải cứu. Tôi nhớ, nghe tiếng kêu cứu từ một chiếc xe đã bị bể nát. Khi chạy lại thì có một anh mặc áo công trình đang cứu tài xế, nhưng bất thành do vướng túi khí. Sau đó tôi liền nhảy lên xe phụ anh công trình để tìm cách giải cứu anh tài xế. Rất may Thành mượn được chiếc kéo của người dân gần đó. Chúng tôi lấy kéo cắt dây an toàn và đâm thủng túi khí để cứu anh tài xế. Cũng rất may là sau khi cứu người xong là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là phải cứu thật nhanh, mạng sống chỉ tính bằng giây. Anh Trương Văn Thành chia sẻ thêm, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đến việc cứu người nên cũng không quan tâm là có nguy hiểm hay không. Cũng trong lúc anh Tài và anh công trình giải cứu xe Volvo thì tôi cùng một anh tài xế xe ôm công nghệ tìm mọi cách để dập lửa, để ngọn lửa không bùng lớn lên. Những hành động anh dũng và kịp thời của ba người hùng đã nhận được sự cảm ơn và khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đồng thời, những người hùng cũng chia sẻ thêm rằng rất biết ơn vì những nỗ lực cứu người của mình đã được trân trọng và công nhận.